Rồi mình sửa tiếp cái tay cầm màu hồng nha anh em. Cái tay này bị trôi bên trái nè. Đầu tiên mình cũng tháo cái tay này ra. Cái tay này cũng thấy khá cũ rồi. Do mình cái phần ở đây nó khá bóng nè. Mình nghĩ cái tay cầm này cũng chơi khá nhiều rồi và cũng đã sửa qua rất là nhiều thợ rồi. Thông thường những cái tay mới á, nó sẽ bị chảy dầu và nó gây tình trạng là tiếp xúc. Cái biến trở nó không có tiếp xúc. Còn cái tay mấy cái tay cũ như vậy á, thì có thể là do khách đem đến những cái nơi mà sửa nó không uy tín và nó sửa những cái analog mà loại rẻ đó, anh em. Và mình tháo tiếp mấy con ốc nha. Ốc đây thấy lờn quá nè. Chắc tháo cũng nhiều lần rồi. Lấy hai cái chốt này ra, lấy cái tay à, đây có thay pin nè. Cái pin này hôm bữa mình bán cho khách mà. Tháo tiếp mấy cái rắc này ra. Ý, cái tay này chưa có thay lần nào luôn anh em có thể thấy là nó khá mới nha. Mình không thấy cái cảm giác mà đã có thay rồi trong đây. Một tay cũ vậy mà chưa ai sửa nha. Nên em thấy không? Còn rất là mới nha. Mới tinh tươm luôn á. Mình tháo tiếp mấy cái rắc còn lại nha. Cái tháo cái rắc micro ra và giật cái rắc rắc này ra. Cái rắc này. Ok. Và mình tiếp tục tháo xả bốn cái cọng dây này ra nha. Và cũng như những video trước thì mình nếu mà mình muốn xả cái cọng dây đó thì mình phải chỉnh nhiệt độ lên 300 350 độ. Nếu mà không đủ nhiệt độ đó, nó sẽ bị không có làm chảy cái chân ra được. Và mình cũng chấm một cái vô cái mỏ hàn, vô cái đầu này nha. Vô cái đầu chì đây và một cái tay bên trái cầm một cái cây nhíp để dỡ cái chân lên. Đây. Mình dỡ cái chân dây lên. Và mình thực hiện các bước bên kia cũng y chang như vậy luôn. Giữ một cái chân dây lên nè. Và chấm vô. Rồi ok nha anh em. Và khi xả được bốn cái cọng dây đó thì mình nhấc cái men lên.
Nam dùng một cái đầu mỏ nhíp nhíp vô cái đầu này và đầu bên kia giữ vô đây và đẩy cái men lên. Rồi mình đã lấy được cái men nha. Và khi lấy được cái men ra thì mình tháo hai cái núm này ra để kiểm tra cái phần analog bên dưới. Giật ra. Giật ra. Anh em dùng cây nhíp cạy một cái ngay cái lỗ đây để cho cái phần mà biến trở này nó hở ra để mình kiểm tra. Đây. Cái này mới là có thể là nguyên nhân do cái biến trở này nó bị tróc cái đường mạch này anh em. Bên đây chắc cũng vậy nè. Quá trời. Quá trời chóc rồi anh em ơi. Để mình zoom lại cho anh em xem. Nè, để biết có mạch nó có bị chóc không, anh em thấy những cái mà sần sần lên như nè. Mấy cái bột nó hòa với mà dầu á. Bên đây cũng vậy nha. Và rồi cái này là mình phải thay cái biến trở mới rồi. Mình chỉ thay hai cái màu xanh này thôi nha. Rồi để mình thả nó xuống để mình hàn lấy hai cái màu xanh này ra. Rồi nha anh em, để lấy được hai cái biến trở màu xanh này á thì mình phải xả hai cái biến trở ra bằng cách là dùng một cái cuộn chì, mình tra cái chì lít lên cho nó tiếp xúc với cái chì cũ, và mình dùng một cái dây hút chì mà đã thấm chì rồi, mình cho ba cái chân này á nó cùng chạy cùng một lúc và mình lấy cái biến trở này ra. Rồi mình thực hiện nè. Anh em xem mình làm nha. Anh em chấm một ít chì lên thôi cho nó hòa với cái chì zin. Đó. Rồi sau đó thì mình dùng một cái dây hút chì đã có sẵn chì ở trên nó để mình tạo một cái đường dẫn cho ba chân nó cùng chảy ra nha. Mình cắt một đoạn chút xíu thôi, vừa đủ ba chân thôi. Đó. Và một tay mình cầm một đầu đây. Mình dùng cái nhíp cầm nha, anh em đừng cầm tay nha, nó nóng lắm á. Và mình chỉnh nhiệt độ lên 400, 450 nha anh em. Nhiệt độ phải cao á, nó mới dẫn được chì vô ba cái chân. Rồi. Mình dùng cái mỏ hàn mình để một cái đường mặt lớn nhất lên một cái đường thẳng này. À, chấm vô. À, anh em thấy nó à. Nè, nó nóng chảy ba chân nè, thấy không? Đẩy ra cái nhẹ nhàng nha. Ok. Và bên đây cũng y chang vậy. Cho ba chân cùng chảy ra và mình rút ra. Rất là nhẹ nhàng. Và kế đến đó là mình hút sạch chì ở mấy cái chân này ra. Mình cũng đổ một cái chì lít lên nha. Phải có chì lít nha, mà không có chì lít là nó không có hút ok đâu. Nó sẽ bị dính rất là nhiều ở trên cái mạch của mình. Và anh em hút rất là sẽ khó khăn lắm á. Rồi xa, tra xong cái chì lít đó, thì mình dùng một cái dây hút chì để mình hút ra. Anh em để lên đây nha. Để một cái mặt phẳng mỏ hàn lớn nhất lên cái cọng dây và anh em chấm vô.
chì nó sẽ tuôn chảy ra. Đó, em thấy nó hút lên rồi nó sẽ tạo một cái lỗ ở đây. Cái đó là cái rỗng á. Một cái rỗng để dẫn điện từ mạch phía dưới lên mạch phía trên. Cái rỗng này á là một cái dạng như là cái ống. Cái ống như một cái ống kim loại vậy. Nó sẽ thông mạch từ phía dưới lên phía trên. Và cũng như những video trước á thì cũng như những video trước á thì mình cũng nói với anh em là tại sao mình không dùng cái dây hút chì nha. Sorry anh em, mình không dùng cái cây hút chì. Nó có một cái cây để hút chì nhưng mình sẽ không dùng nó vì nó rất là nguy hại cho mạch. Mình chỉ dùng cái dây hút chì thôi. Có những cái lỗ nó khó hút quá anh em. Và nếu mà như nó hút không được thì anh em bắt buộc phải tra thêm cái chì vô để cho nó dẫn được cái chì cũ ra nha. Nếu mà không có cái chì mà này á thì nó sẽ không dẫn được cái chì cũ ra mà nên em không thể hàn được cái gì vô được hết. Rồi bắt buộc anh em phải cố gắng để lấy được cái hết cái chì cũ ra. Đủ nhiệt độ là nó hút ra được à. Anh thấy không? Chỗ này đủ nhiệt độ là hút ra được hết. Còn một cái chỗ phía này nữa là ok.
Chỗ này nó hơi cứng đầu chút thôi, hút được hết. Đó, thấy không em? Mà hút được á. Mà cái chỗ này nó bị chảy chị ra, mình hẹn lại cho nó nha. Ok. Rồi xong. Rồi mình vệ sinh cái chỗ này nè. Anh em thấy cái chỗ này nó chảy dầu không? Mình hay nói chảy dầu á là nó từ cái trục này nè, nó chảy ra ngoài. Để mình zoom lại cho anh em xem nha. Đây nè, anh em thấy cái dầu nó chảy không? Cái dầu nó chảy ra nó hòa với cái biến trở trên cái mạch biến trở đó, nó có một cái lớp bột. Nó hòa lên nó làm tan cái lớp bột ở trên cái mạch của mình. Và nó là gây ra cái hiện tượng bị trôi á. Cho anh em xem nè. Đây nè, thấy không? Dầu á nó hòa với cái đường mạch này, nó tạo ra một cái lớp bột này, nó sẽ không còn ăn điện nữa nha. Đó. Và anh em chỉ có cách là thay cái biến trở mới thôi. Vệ sinh này. Vệ sinh cho sạch trước khi gắn cái biến trở mới vô. Đó. Ok, giờ mình gắn miếng trở mới vô nha. Và trước khi gắn thì mình phải đo lại cái miếng trở cũ coi nó đúng cái giá trị không. Và cái chỉ số của cái biến trở này đó là vào khoảng là 2 kg 2 ôm. Và anh em chỉnh tới cái mức là ít 100 nha. Và mình dùng cái hai cái đầu que mình đo coi. Đó. Anh em thấy nó hiện nó gạch ngay cái chỗ là kim nó dừng lại ngay cái chỗ là 2,2 V. 2,2 kg chứ. Đó. Cái biến trở này cũng vậy. Ok. Giờ mình thay cái biến trở 2 kg. Biến trở bên mình có rất nhiều nha anh em, không thiếu cho anh em sử dụng đâu. Dùng lấy hai cái bất kỳ. Chỉnh ngay vị trí giữa. Ok. Đo lại cái cho chắc nha. Rồi mình lắp vô. Rồi khi và khi mình lắp vô xong á, anh em sẽ hàn lại cái chân này. Để hàn được á, thì mình chỉnh về 350 độ nha anh em. Đừng có chỉnh nhiệt độ cao quá. Hàn xong rồi mình vệ sinh luôn nha. Chứ vệ sinh nhiều lần mất công lắm.
rồi, hàng xong rồi. Mình xịt một ít dung dịch lên, mình vệ sinh cái phần nhựa thông nó chảy ra, nó bị khét rất là, nhìn rất là dơ luôn. Anh em đợi vài giây cho nó thấm cái dung dịch vô nha, rồi mình dùng cái bàn chải mình chà ra. Ok, rồi chà luôn. Vậy là sạch rồi nha. Cái món hàng của mình nè, vừa đủ ha, chị vừa đủ, không nhiều quá hoặc không ít quá. Và cái đầu mỏ đầu cái chị này á, hình hình chớp nè, anh em thấy hình chớp không? Ok. Rồi sau khi mà mình thay xong cái biến trở rồi anh em, rồi mình ráp lại thôi. Vệ sinh chỗ này luôn nha. Nó có mấy cái bụi trắng trắng ở đây. Mình vệ sinh được khách luôn. Anh em dẹt mấy cọng dây này ra nha, dẹt qua hai bên nào. Rồi mình thả cái men vô. Cái đến thì mình hàn lại mấy cái cọng dây của động cơ rung. Cái cọng màu đen thì nằm ở trên. Và cái đến là cái cọng dây màu đỏ. Tương tự như bên đây cũng vậy anh em.
Rồi mình hàn xong bốn cái cọng dây rồi nha. Rồi ráp lại cái nắp lưng nha. Gắn cái khay lên rồi ráp lại nắp lưng. Khi mình bắt xong mấy con ốc á thì mình gắn cái mặt nạ trước vô lại. Và nút trái phải vô. Này nút phải nè. Nút bên trái. Ok. Và khi mình sửa được xong cái analog này á thì mình test lại nút nha anh em. Cái nút này nó hơi bị cứng nè. Nút này hơi bị cứng nè. Đúng nhiều quá nó hư cái nút này. Đúng cái nút. Rồi mình tới tới analog. Zoom to lên cho anh em xem. Đẩy lên. Đẩy xéo. Đẩy ngang. Đẩy xéo xuống. Đẩy xuống. Xéo trái. Trái. Ok nha anh em. Rồi. Test.
Ok. Cái này đã fit cái lỗi Aurin rồi nha anh em. 8 chấm, 6 chấm. Ok, rất là ok rồi. Ngay tâm. Nó có bị lọt tâm như lúc trước nữa. Lúc trước là bị lọt tâm và nó bị trôi cái analog này á. Giờ thì ok rồi nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem.